chư phật đó đều hiện ra ở trước mặt vì hiện cõi nước chư phật thanh tịnh vì nói vô lượng thân của chư phật vì nói mắt khó nghĩ bàn của chư phật vì nói vô lượng tai của chư phật vì nói mũi thanh tịnh của chư phật vì nói lưỡi thanh tịnh của chư phật vì nói tâm vô trụ của chư Phật, vì nói thần thông vô thượng của Như Lai, khiến tu vô thượng bồ đề của Như Lai khiến được âm thanh thanh tịnh của Như Lai, khai thị bánh xe pháp bất thối của Như Lai, hiển bày vô biên chúng hội của Như Lai, khiến vào vô biên bí mật của Như Lai, tán thán tất cả căn lành của Như Lai, khiến vào pháp bình đẳng của Như Lai, tuyên nói giống tánh ba đời của Như Lai, thị hiện vô lượng sắc tướng của Như Lai, triển dương pháp hộ niệm của Như Lai, diễn sướng pháp âm vi diệu của Như Lai, biện minh tất cả thế giới của Chư Phật, tuyên dương tất cả tam muội của Chư Phật, thị hiện chúng hội thứ tự của Chư Phật, hộ trì pháp không nghĩ bàn của Chư Phật, nói tất cả pháp giống như viễn hóa, thấu rõ tánh của các pháp không có động chuyển khai thị tất cả pháp luân vô thượng khen ngợi vô lượng công đức của như lai khiến vào tất cả các mây tam muội khiến biết tâm như huyễn như hóa vô biên vô tận phật tử khi đại bồ tát trụ tam muội tự tại pháp giới này mỗi phương trong mười phương đều có danh hiệu như lai nhiều như số hạt bụi mười ngàn a tăng kỳ cõi phật trong mỗi danh hiệu đều có phật nhiều như số hạt bụi mười ngàn a tăng kỳ cõi phật đồng thời hộ niệm khiến cho bồ tát này được vô biên thân khiến cho bồ tát này được tâm vô ngại khiến cho bồ tát này nơi tất cả pháp hay nhớ không quên khiến cho bồ tát này nơi tất cả pháp được huệ quyết định khiến cho bồ tát này càng thêm thông minh sáng suốt nơi tất cả pháp đều được lãnh thọ khiến cho bồ tát này nơi tất cả pháp đều được sáng tỏ khiến cho bồ tát này các căn dũng mãnh lanh lợi nơi pháp pháp thần thông đều được khéo léo. Khiến cho Bồ Tát này được cảnh giới vô ngại, đi khắp pháp giới luôn không ngừng nghỉ, khiến cho Bồ Tát này được trí vô ngại, rốt giáo thanh tịnh. Khiến cho Bồ Tát này dùng sức thần thông tất cả thế giới thị hiện thành Phật Phật tử, Đại Bồ Tát trụ tam muội này được 10 thứ biển. Những gì là 10? Đó là được biển chư Phật, vì đều được thấy, được biển chúng sinh, vì đều điều phục, được biển các Pháp, vì hay dùng trí huệ đều biết rõ, được biển các cõi, vì dùng thần thông không tánh, không làm, đều đi đến được biển công đức vì tất cả tu hành đều viên mãn được biển thần thông vì hai rộng thị hiện khiến cho khai ngộ được biển các căn vì đủ thứ khác nhau đều khéo biết được biển các tâm vì biết tất cả chúng sinh đủ thứ khác biệt vô lượng tâm được biển các hạnh vì hay dùng nguyện lực đều viên mãn được biển các nguyện vì đều khiến cho thành tựu vĩnh viễn thanh tịnh